Kính bạch sư Hạnh Tuệ, cho con hỏi vì sao Đề Quá Tát Tá, Đề Bà Đạt Đa chứng được thần thông mà lại không chứng được quả vị nào trong tứ quả vị thánh? Tứ thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả khác sơ thiện, nhị thiện, tam thiện như thế nào? Ông sư cho con biết. Sư đã trả lời rất là nhiều lần là cái thánh đạo và thánh quả nó khác nhau. Xin lỗi, cái chuyện mà chứng thiền và chứng thánh nó khác nhau. Chứng thiền, một người chứng thiền họ không chứng thánh là cái chuyện bình thường. Một vị chứng thánh không chứng thiền cũng là chuyện bình thường. Ngoài đạo họ chứng thiền rất là nhiều nhưng không ai chứng thánh hết. Nhớ giùm sư cái chuyện, hai chuyện này là hai chuyện khác nhau. Nó giống như là một cái đứa mà giỏi văn và một đứa giỏi toán vậy. Thì cái đứa giỏi văn không nhất thiết phải giỏi toán, và đứa giỏi toán không nhất thiết phải giỏi văn. Nhớ giùm sư. Còn cái sự khác nhau như thế nào? Sơ quả là dứt trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Điều này một vị chứng thiền cỡ nào cũng không có được đặc điểm này. Đây là cái điểm khác biệt. Điểm khác biệt nữa là vị nhị quả là giảm nhẹ dục ái và sân. Vị tam quả thì dứt hẳn dục ái và sân. Còn và các cái và các cái như là các cái hạ phần kiết sử. Rồi còn vị tứ quả là đoạn tuyệt hoàn toàn nhân sanh tử luân hồi. Nha, tức có nghĩa là tất cả các cái thượng phần kiết sử nè, rồi vô minh, phóng dật, rồi những cái nhân như là nhân sắc ái nè, vô sắc ái nè, đó, và vô minh là ngài đoạn trừ hoàn toàn, tức là không còn một bất kỳ một cái mầm mống cấu uế nào nữa, không còn cái đó. Nhưng một vị chứng thiền không có cái đó. Đó là sự khác biệt rất là lớn, và nó không có ăn nhập gì với nhau, giống như là một người anh giỏi văn và một anh giỏi toán vậy. Một người có thể giỏi cả văn lẫn toán, nhưng hoàn toàn có những người giỏi toán không giỏi văn, có những người giỏi văn không giỏi toán. Còn cái vị chứng thiền á, như thế nào thì các cái tầng sơ sơ thiền đọc ở trong mô tả trong kinh ha, là có đủ năm chi thiền nè, nhị thiền bỏ tầm bỏ tứ đó, tam thiền thì tam thiền chú hỷ đó, thì là tứ thiền thì là xả niệm lạc chú. Những cái đó thì mình đọc bản thân trên mặt chữ nghĩa thì nó đã khác nhau rồi, nói chi là đến cái chuyện là thực chứng nha. Cho nên phân biệt giùm sư mấy cái này, không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không. Đại Đức kính thưa quý vị, ở đây thì trong một câu hỏi có hai câu hỏi. Riêng câu hỏi với sao phần mà tứ thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả đó, và thiền á, thì Đức Hạnh Tuệ phân tích rất là đầy đủ rồi, và sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó, cho nên là sư không có giải thích thêm, rất khá đầy đủ rồi. Ở đây thì mặc dù cái câu hỏi này đúng như là Đức Hạnh Tuệ nói, nghĩa là được trả lời cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà ở đây sư xin nói thêm vài điểm để cho quý vị hiểu rõ hơn, bị nắm rõ hơn. Đôi khi mình không hiểu thực sự, mình không thực sự hiểu thần thông là gì, thì mình nghĩ là thất đắc thần thông thể đi mây về gió, không lên trời xuống biển, hô phong hoán vũ, là gì đó kinh khủng lắm mà đạt đến cái trạng thái đó kinh khủng. Mà thật sự là đúng là trong Visuddhi Magga, tức là thanh tịnh đạo, quý vị có miêu tả một cái vị mà triển khai đi thần thông một cách thuần thục đó, thì thật sự vị đó là triển khai các tầng thiền nó siêu đẳng lắm. Có nghĩa là đôi khi để triển khai một vô một tầng thiền chỉ đó, tầng thiền Samatha đó, nghe một vị, nghe một vị mà triển khai thần thông đó, mà gọi là thuần thục đó, thì cái vị nó nhập thiền nhiều khi ngồi xuống vài chập tâm mà là nhập được rồi. Nhưng mà quý vị phải hiểu ở đây đó,
là cái việc mà bị chứng thiền á, nó là pháp nhập thế, phải pháp siêu thế thôi, nó còn trong tam giới, nó không vượt qua ngoài tam giới. Đó là cái nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ hai á, quý vị phải hiểu á, ở đây đó là hỏi là vì sao đất thần thông mà lại không đắc quả thánh. Riêng trường hợp cái vị Đà Đạt Đa, thưa quý vị, là quý vị biết đó là phạm trọng tội là chia rẽ tăng đoàn, làm chảy máu Phật. Đó, riêng hai trọng tội đó là ngay trong cái kiếp đó, ngay trong cái kiếp đó đó, là 100%, có nghĩa là mang trọng nghiệp, có nghĩa là không thể nào nào mà có thể đắc được quả vị thánh, thưa quý vị. Còn ở đây á, có một tình tiết á, ở trong tạng luật sẽ trích ra để cho quý vị hiểu được á, là cái việc mà đắc thần thông á, không phải là mình đắc thần thông cái mình có thể giữ được nó, hay là mình có thể nó là của mình, không, mình muốn triển khai lúc nào mình chuyển, rồi muốn có lúc nào có. Nhưng mà không, thưa quý vị, ở đây xin xin trích từ trong tăng luật nha, trong tiểu phẩm 2 nha, có đoạn như nguyên văn như vậy để cho quý vị hiểu được, là đôi khi quý vị mặc dù bị đắc thiền thiệt, nhưng mà những cái phiền não ngủ ngầm á, gọi là ô nhiễm phiền não ô nhiễm ngủ ngầm á, nó vẫn còn hiện hữu đó. Chẳng qua là thiền samatha là đè nén phiền não thôi, mình không nhận ra, mình nghĩ á, là thần thông dễ ghê gớm lắm, thì mình đang nghĩ sai. Thì trong đoạn này, trong tạng luật á, tiểu phẩm 2 có một đoạn ghi như vậy. Thì khi ấy Devadatta mới dùng thần thông thay đổi hình dạng của mình, là biến thành một đứa bé trai, mà đứa bé trai đó là trên người nó quấn đầy rắn. Thì đặc biệt nha, thì mình thông nha, là bé trai đó trên người quấn đầy rắn đó, mà xuất hiện biến nằm ở trên bắp vế của ông vua Ajatasattu, nghĩa là vua Ajatasattu. Thì khi ấy ông vua Ajatasattu vậy mới sợ hãi, khiếp đảm, lo âu hồi hộp, đúng không? Thì khi cái sự thì ông vua ông sợ đó, thì ông vua Đề Bà Đạt Đa mới biến lại, ngay thời điểm luôn ông mới biến lại thành một vị tỳ kheo. Trên mình đắp thượng y y nội và y tăng lê lớp có bác. Rồi ông vua à, thì thấy ông mới thấy vậy, ông mới hoan hỷ quá, ông thấy mới pháp thần thông này quá vi diệu, cho nên cúng dường. Nhưng mà có một đoạn này quý vị phải chú ý là cái đoạn này nè, khi mà đọc qua quý vị mới hiểu được cái việc thần thông như thế nào. Khi ấy đi qua đất tá với tâm đã bị chế ngự, bị ám ảnh bởi sự lợi lộc trọng vọng và tôn vinh, khiến điều tham muốn ấy đã khởi lên như vậy, ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu. Cùng lúc ấy, với sự sanh khởi của tâm, Đề Quả Đắc Tá đã mất đi thần thông ấy. Đó, quý vị thấy không? Nghĩa là cái việc mà ô nhiễm nó khởi lên một cái thôi, cái thần thông nó mất mất đi, tôi tính là một chập tâm nè. Một chập chập tâm nè. Quý vị vị thấy, cho nên là cái việc mà chứng thiền với chứng thánh nó khác xa lắm, quý vị. Pháp siêu thế, pháp hiệp thế, nó là một cái phạm trù mà nó một trời một vực. Gọi là một trời một vực, còn còn gọi là để cho quý vị còn dễ hiểu nha. Đúng không? Nó là một cái gì đó, nó rất là xa xôi, chứ không phải đơn giản thôi, quý vị. Cho nên là đây là chi tiết trong tâm luật để cho quý vị hiểu được, hiểu rõ hơn, nghĩa là hiểu trực tiếp, hiểu rõ hơn cái việc mà cái sự mà đắc thần thông và đắc thánh nó khác xa nhau, nó ở mức độ như thế nào. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Thưa quý vị, sở dĩ mà sư để cái câu hỏi này lại á, là bởi vì khi đó sư nghĩ như thế này. Sư cần phải nhắc quý vị nhớ về một chuyện. Một số người học Phật, họ ngưỡng mộ thần thông một cách mù quáng, và họ cho rằng những ai hiển thị thần thông là toàn là thánh hết. Đây là một cái sai lầm rất là phổ biến. Từ đó nó dẫn đến một cái sự kiện nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến Phật giáo. Đó là gì? Đó là có một số vị chứng thần thông nhưng mà có tà kiến, dẫn đến những vị đó thể hiện một chút xíu thần thông rồi truyền bá tà kiến đó. Nó dẫn đến là trong dòng lịch sử Phật giáo bị xuyên tạc rất nhiều thời kỳ, qua rất nhiều bộ phái. Mà nếu như mà quý vị nghiên cứu cho kỹ thì quý vị sẽ thấy loáng thoáng có cái bóng thần thông ở trong đó. Nguyên nhân do đâu?
Nguyên nhân do người ta ngưỡng mộ thần thông một cách thái quá, rồi từ đó họ không phân biệt được giữa thần thông và thánh nó khác nhau, và một vị thần thông hoàn toàn có thể tà kiến và hoàn toàn có thể dẫn bản thân vị đó và những người đi theo vị đó đi xuống địa ngục, hoàn toàn có thể phá hoại Phật giáo. Tôi nói để cho quý vị tỉnh dùm nha, chứ đừng có thấy mà ai ngồi mà lơ lửng trên không ha, rồi đang ngồi thuyết pháp ở đây mà phân thân đi khất thực ở chỗ khác, rồi đó một rồi có người thì đi trên mây kêu hô phong hoán vũ sái đầu thành binh, mà sư nói chưa chắc họ đã có những khả năng đó. Họ chỉ cần nói ngày mai ra đường nhớ mang áo mưa nha, trong khi đó trời đang nắng mà ngày mai mưa tầm tã, nó trời ông thầy thì giỏi quá, làm đi theo ông chết bỏ nha. Rồi có những ông, có những người họ chỉ cần họ nói ngày mai nhớ đem, nhớ cầm thêm chừng 1,5 triệu dằn túi, hỏi chi vậy thầy, cứ cầm theo đi, rồi ngày mai đi ra tự nhiên bị công an phạt đúng 1,5 triệu về, rồi thế là đi theo ông thầy đó chết bỏ. Có những cái mà chúng ta không phân biệt được, không tỉnh táo, chúng ta bị mù quáng, cho nên á cái chuyện mà mình có chánh kiến nó quan trọng hơn. Sư nói để mà sư nhắc nhở cho quý vị. Thành ra đó là lý do sư để câu hỏi này lại ha. Còn đây của Đáp Tá thì Đại Đức Tuệ Tường đã giải thích rất là rõ. Cái nguyên nhân Đại Đức Đáp Tá không chứng thánh được, mặc dù ông đã chứng thần thông, là do ông đã nghĩ đến cái chuyện chia rẽ hội chúng và muốn xoáng cái vị thế của Đức Thế Tôn. Từ đó cái phiền não ác đạo ác quả dẫn đến cái chuyện là Đại Đức Đáp Tá không thể chứng đắc được các cái tầng thánh đạo thánh quả. Sư qua câu hỏi tiếp theo.